thành phố Hồ Chí Minh, chủ tiệm điện thoại phi thân, chạy bộ truy đuổi kẻ trộm. Vừa hỏi mua chiếc điện thoại, nam thanh niên cầm lấy để xem rồi lên xe máy tháo chạy. Chủ tiệm chạy bộ đuổi theo kẻ trộm nhưng vô vọng. Ngày 23 tháng 11, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip nam thanh niên giả vờ vào tiệm điện thoại hỏi mua rồi lấy điện thoại chạy mất, gây bức xúc dư luận. Theo anh NNG, chủ cửa hàng điện thoại T tại hẻm 47 Bình Thành, T, Bình Hưng Hòa B, Quy, Bình Tân, khoảng 13 giờ ngày 18/11, nam thanh niên chạy xe máy vào tiệm hỏi mua điện thoại. Lúc này, anh D lấy chiếc điện thoại hiệu Samsung đưa cho khách xem. Khi anh vừa quay lưng, người khách này cầm điện thoại rồi lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức anh D phi qua tủ kính, chạy bộ đuổi theo. Tôi chạy đuổi theo khoảng 100m, vừa hô hoáng thì thấy ở phía trên có một người nữa quay xe máy rồi họ chạy song song nhau mất hút. Anh D nói, toàn bộ vụ trộm điện thoại được camera an ninh ghi lại. Cũng theo anh Dê, trước đó một ngày ngày 17 tháng 11, người này đã đến tiệm hỏi mua điện thoại trả góp. Sau khi bỏ đi, ngày hôm sau thanh niên quay lại và trộm điện thoại. Chiếc điện thoại bị lấy mất có giá khoảng 10 triệu đồng. Nạn nhân đã trình báo công an. Người dân tại khu vực này cũng cho biết, ngày 17 tháng 11, tại hẻm 47/11 Bình Thành, cách tiệm anh Dê khoảng 50m, cũng suýt xảy ra vụ trộm xe máy. Do chủ nhà phát hiện kịp thời nên kẻ trộm đã bỏ chạy. Vụ trộm cũng được camera an ninh ghi lại. Liên quan vụ việc này, đại diện công an T, Bình Hưng Hòa B, Quy, Bình Tân cho biết đã tiếp nhận thông tin, sẽ cho rà soát để xử lý.